cài đặt cái app Emulate á, ở trên hệ điều hành macOS. Thì nếu mà chúng ta dùng chip M1 á, thì rất là đơn giản ha, chúng ta có thể vào App Store nè và chúng ta bấm trực tiếp cái tên là Emulate luôn. Thì bà con thấy ở đây nè, nếu mà chúng ta sử dụng chip M1 đầu chip M ở trên Mac á, thì chúng ta có thể tải trực tiếp như thế này, khá là đơn giản. Nhưng mà đại đa số mà mình nghĩ bà con cần cái cách mà sử dụng app Emulate ở trên đây á, thì đại đa số là sẽ mọi người cần cái xem trực tiếp camera trên đây là nhiều, chứ cũng không ai có cần gì hết, tại vì app Emulate chỉ chủ yếu là hỗ trợ gì để chúng ta xem thôi. Nếu như mà chúng ta sử dụng không phải là chip M1 hoặc là M2 gì đó thì bà con không thể tải được trên đây, thì có thể là sử dụng cái app tên là SmartPS nha. Đây nha, thì chúng ta có thể sử dụng cái app này để mà có thể vào cái tab Live View nè. Ở đây mình demo thử cho bà con là một con camera thôi. Thì bà con thấy ở đây chúng ta có thể sử dụng mà, ví dụ đây mình có một con hoặc là có bốn con thì cũng có thể xem bằng 4 nè, hay là 16 nha. Nếu mà chúng ta có nhiều camera hơn thì chúng ta có thể xem bằng cái phần mềm này luôn. Thì để xem được thì chúng ta sẽ vào cái tab là dấu cộng nè, sau đó bà con chọn là Device. Thì ở đây khi mà chúng ta sử dụng cùng một mạng thì nó sẽ tìm ra được những cái con camera ở trong mạng chúng ta, và chúng ta sẽ chọn và add nó vào, là chúng ta có thể xem được nếu chúng ta có nhiều camera hơn. Rồi sau đó về cái thẻ Live View ở đây để xem. Thì để tải được cái app này á, bà con có thể vào cái trang dahoo.vn ở đây nha, chọn mục tải về nè, phần mềm. Ví dụ như ở đây là chúng ta có một cái thẻ số 17 nè, là bà con thấy có thể là tải được cái phần mềm là Config Tool dành cho Mac. Còn nếu mà chúng ta sử dụng SmartPS á, thì có thể tải số 13 nè, SmartPS dành cho Mac ha, hoặc là dưới đây có cả hai nè, Config Tool for Mac nữa nè. Bà con cứ tìm cái nào mà phù hợp với cái hệ điều hành máy tính chúng ta đang sử dụng thì tải về thôi, có một tải xuống cái bên, rất là đơn giản. Rồi bà con cần hỗ trợ gì nữa thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết nhiều thông tin.